Ngẫm lại cuộc sống của chính mình, ta sẽ nhận thấy rất nhiều điều không hoàn hảo. Trước hết chỉ nhìn vào bản thân mình thôi, ta đã cảm nhận được nhiều điều thiếu sót rồi. Lời nói và hành động mâu thuẫn với nhau, vụng về trong những mối quan hệ xã hội, chuyện học hành, công việc không suôn sẻ như ý muốn. Chưa kể đôi khi ta còn khiến người khác tổn thương, thậm chí còn làm những việc khiến bản thân cảm thấy tội lỗi và hối hận. Và khi nhìn vào những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ta cũng nhận thấy những điều không hoàn hảo tương tự như vậy. Nhưng dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy. Yêu bản thân như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất của mình. Đại đức Hề Minh chọn chủ đề yêu bản thân để mở đầu cuốn sách, có lẽ muốn cho chúng ta thấy rằng hóa ra mọi thứ, công việc, học tập, gia đình, các mối quan hệ mà chúng ta vẫn ngày ngày tốn công sức quan tâm, lo lắng, mệt mỏi, không phải là việc đầu tiên chúng ta cần làm trong cuộc sống. Để bắt đầu mọi thứ, bạn cần phải yêu bản thân mình trước. Khi bạn biết trân trọng bản thân, thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn. Mỗi phần của cuốn sách đều được bắt đầu bằng những câu chuyện do Đại Đức từng trải qua. Trong Yêu Bản Thân, Đại Đức đã kể hai câu chuyện mang thông điệp đừng sống quá hiền lành và chỉ cần bạn tồn tại là đã đủ rồi. Có lẽ đến đây nhiều bạn sẽ thắc mắc, sống hiền lành cũng là một điều sai sao? Sống hiền không sai, nhưng sống mà cứ thuận theo ý kiến người khác để vừa lòng họ, không dám nói lên ý kiến của mình, kìm nén cảm xúc của mình. Để rồi đôi khi ta cảm thấy oan ức, khốn khổ và tự công kích chính bản thân mình. Để thay đổi, chúng ta cần phải sống hiền lành với bản thân mình trước khi hiền lành với người khác. Đừng ngần ngại bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình với đối phương. Đừng sợ việc đó sẽ khiến đối phương ghét bạn, vì có lẽ họ cũng muốn biết cảm nhận của bạn là như thế nào đấy. Tôi nghĩ chắc không ít người giống tôi cảm thấy ngưỡng mộ những bức ảnh, những dòng trạng thái của người khác trên mạng xã hội về cuộc sống vui vẻ, về những thành tựu họ đạt được, và nhìn lại bản thân mình kém cỏi khi không thể được như thế. Những lúc như vậy tôi cảm thấy chán nản với bản thân, trách móc mình thiếu sót quá nhiều thứ. Nhưng tôi cũng đâu có biết rằng cuộc sống của mình hiện tại cũng có nhiều điều để tự hào lắm chứ. Được gia đình yêu thương, có bạn bè bên cạnh cùng nhau nói chuyện, có cả những người lạ muốn chia sẻ với tôi khi họ gặp khó khăn. Cuộc sống của tôi và có lẽ cả của bạn nữa, tuy không thực sự xuất sắc nhưng nó vẫn đáng quý. Vì chỉ cần bạn tồn tại thôi là đã đủ rồi. Giống như có hàng vạn ngôi sao trên bầu trời kia, có ngôi được đặt tên một cách mỹ miều và được nhiều người nhắc đến, cũng có ngôi chỉ được ký hiệu bằng các chữ số. Suy cho cùng thì là ngôi sao nào đi chăng nữa thì đều tỏa sáng trên bầu trời và là một thực thể trong vũ trụ bao la này. Những mối quan hệ như hai vầng trăng đêm rằm soi sáng cho nhau. Một mối quan hệ sẽ trở nên xấu đi khi ta tự đặt kỳ vọng quá cao ở đối phương, rồi nhận ra sự đáp lại từ đối phương không được như mình nghĩ. Và khi đó ta cảm thấy có chút chạnh lòng và hơi oan ức. Nhưng cảm xúc ấy lại không giống như sự giận dữ để có thể trực tiếp thể hiện, mà ta lại chỉ có thể giữ trong lòng và mong rằng đối phương có thể hiểu được. Cứ dần dà như thế, sự hiểu lầm, sự im lặng sẽ trở nên nặng nề hơn và biến thành liều thuốc độc cho mối quan hệ đó. Giải pháp là nếu chúng ta thực sự trân trọng mối quan hệ nào đó thì đừng sợ đối phương buồn hay phật ý mình khi nói lên cảm nhận, suy nghĩ của mình. Còn khi người đó không chịu chấp nhận suy nghĩ của bạn hay muốn lắng nghe từ bạn thì rõ ràng bạn cần phải xem xét lại mối quan hệ này. Ngoài ra chúng ta cần phải biết thông cảm và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào mọi chuyện. Nếu bạn giống một kẻ độc tài thì bạn sẽ chẳng giữ mối quan hệ nào lâu dài đâu. Khi mối quan hệ giữa bạn và ai đó nảy sinh vấn đề, đừng chỉ nhẫn nhịn, mà hãy thừa nhận và chấp nhận sự thật rằng mình và đối phương khác nhau. Nếu chỉ lẳng lặng nhẫn nhịn, bạn sẽ không tránh khỏi ấm ức với suy nghĩ mình mới là người đúng. Rồi bạn sẽ dễ nổi giận vì không thể làm theo ý mình. Đến hai anh em sinh ra và lớn lên dưới cùng một mái nhà, còn có thói quen và sở thích khác nhau. Đừng chỉ cố điều khiển mọi thứ theo ý mình, mà hãy biết chấp nhận sự khác biệt. Sự đồng cảm,
nếu bạn yêu thương ai đó, hãy cố gắng chịu đựng đến cùng. Trong phần này, tôi có học được bài học là sự đồng cảm có nghĩa là cùng chung cảm xúc với ai đó. Tức là mình cảm nhận được nỗi vui buồn của họ và ở bên cạnh họ vỗ về. Nếu chúng ta chưa từng được trải qua cảm xúc ấy, không hiểu hết được cảm giác mà họ đang chịu đựng, thì chỉ cần yên lặng lắng nghe họ thôi. Sự đồng cảm gắn liền với lắng nghe đấy. Khi ai đó nói, chúng ta hãy lắng nghe họ, nhìn vào mắt họ và cảm nhận. Đơn giản như thế thôi, nhưng họ sẽ cảm thấy mình được trân trọng và cảm kích ta rất nhiều. Vì trong mỗi chúng ta đều có những tổn thương, nên ta mới có thể ôm ấp vỗ về những tổn thương của người khác. Vì chính bản thân ta từng thiếu sót, và ngay lúc này đây ta vẫn còn thiếu sót, nên ta mới có thể tha thứ và bao dung cho những sai lầm của người khác. Mong cho những tổn thương trong mỗi chúng ta sẽ trở thành hạt giống từ bi hướng về những người khác. Dũng khí như ánh sáng lóe lên trong tâm tối. Đối với tôi, đây có lẽ là phần yêu thích nhất của cuốn sách. Đơn giản vì đó cũng chính là vấn đề tôi đang gặp phải chăng? Tôi đã từng tưởng tượng tôi sẽ làm rất nhiều thứ. Nhưng đến lúc có cơ hội, tôi lại cảm thấy mình chưa sẵn sàng, mình chưa đủ khả năng. Và thế là tôi skip. Để rồi trong đầu cứ có suy nghĩ là mình kém cỏi, vân vân. Và quay về đúng chủ đề đầu tiên là thành ra không trân trọng bản thân mình, để mình nhục chí. Do đó khi đọc đến chủ đề này, tâm trí tôi đã được khai thông rất nhiều. Nó cổ vũ mình hãy làm những thứ mình thích và tiếp thêm cho mình dũng khí không sợ thất bại để sống cuộc đời của riêng mình. Không phải cuộc sống của ai. Vì hiện tại mà không phải một tương lai mình chẳng hề biết là những việc mình làm mà mình không thích ngày hôm nay có giúp mình thực hiện ước mơ xa vời nào đó không? Nếu bạn không nỗ lực tìm hiểu xem mình muốn gì thông qua những trải nghiệm đa dạng mà chỉ làm theo người khác, bạn sẽ chọn những ngành nghề có tỷ lệ cạnh tranh cao. Sau nhiều năm khổ nhọc chuẩn bị thi cử mà kết quả không được như ý, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng và mất phương hướng vì chưa từng nghĩ đến con đường nào khác trong nhiều năm. Đừng quên trên đời này có hơn 10.000 loại nghề nghiệp. Mong bạn sẽ thoát khỏi cái khung mà cha mẹ, xã hội đã sắp đặt. Đó chính là thành công. Gia đình, tình yêu đầu tiên của tôi, vết thương đầu tiên của tôi. Ở phần này không chỉ dừng lại việc con cái phải báo hiếu cha mẹ, phải hiểu cho cha mẹ đâu. Đại Đức đã nói thêm những vấn đề khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bất hòa với nhau, như cha mẹ lầm tưởng sự áp đặt đối với cuộc sống con cái mình là sự hy sinh, khiến con cái trở lại oán trách. Hãy dành tình yêu cho con bằng hành động và đừng khiến con nghĩ rằng mình phải trở thành người như thế nào thì mới được bố mẹ yêu thương. Gia đình là một phần thiêng liêng trong mỗi chúng ta và là nơi chúng ta tìm về. Chỉ là trong suy nghĩ thôi cũng khiến lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên. Vì thế, những người trong gia đình càng phải cần hiểu nhau và trở thành chỗ dựa cho nhau nhiều hơn. Khi lòng tự trọng của bạn chạm đáy, hãy luôn nhớ rằng mình vẫn là người quan trọng đối với gia đình và bạn bè. Mình vẫn có thể cống hiến cho xã hội. Giá trị bản thân mình sẽ không bị định đoạt chỉ bởi đánh giá của vài người. Mình tin rằng dù mất thời gian đi chăng nữa, mình nhất định sẽ gặp được những người yêu quý và tin vào năng lực của mình. Chữa lành đối diện với ánh mắt của lòng từ bi. Trong cuộc đời chắc hiếm ai không có cảm giác ghét một ai đó, một người mình không thể tha thứ, một người đã gây ra cho mình quá nhiều thương tổn. Nhưng có bao giờ chúng ta thử ngồi lại, nhìn lại xem họ cũng có những đớn đau gì trong lòng chưa? Bởi có thể chính những vết thương lòng đó là nguyên nhân dẫn đến việc họ làm tổn thương đến người khác. Chữa lành rốt cuộc là sự tháo bỏ những mối khúc mắc trong lòng mình và thấu hiểu được nỗi đau của người khác. Có thể những tổn thương trước đây quá lớn khiến ta không thể tha thứ cho người kia một cách dễ dàng và hoàn toàn. Nhưng dần dần, từng chút một hiểu hơn về họ thì gánh nặng của nỗi oán ghét sẽ cũng vơi bớt đi. Còn đối với những lo lắng trong đời sống khiến ta cảm thấy tuyệt vọng, thì có thể là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều hoặc bận tâm quá mức những lời nói, hành động của người khác. Những lúc như thế, hãy cố gắng ngủ một chút, đi dạo, làm những điều mình thích mà bấy lâu nay mình chưa có dịp, hoặc đơn giản là ngắm nhìn những gì đó đẹp đẽ,
nói chuyện với người nào đó vui tính thì cảm xúc lo âu ấy sẽ dần tan biến. Bản tính, lòng thức tỉnh giữa thanh tịnh. Đối với phần này thì tôi cảm thấy mình cần đọc nhiều lần, trải nghiệm nhiều hơn thì mới có thể thấm được những lời dạy của cuốn sách. Có lẽ mỗi người sẽ tự chiêm nghiệm theo cách khác nhau. Vì đây là cuốn sách được viết bởi người xuất gia tu hành, nên sẽ có những ý tứ liên quan đến Phật Pháp. Quá trình tu hành của con người một mặt nào đó cũng chính là đi tìm bản chất con người về thế giới sự vật. Cuốn sách này hướng đến tất cả mọi người, nên sau cùng là muốn nhắn nhủ ta phải lắng nghe và thành thật với bản thân mình, suy nghĩ đơn giản đi và nhìn nhận vấn đề cuộc sống một cách khách quan hơn. Khi bị mắc kẹt trong những suy nghĩ, bạn sẽ không thể nhìn thấy người đối diện hoặc khung cảnh trước mình. Ngược lại, nếu bạn để ý và ngắm nhìn những thứ đang ở trước mắt, tâm trí bạn sẽ thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây xung quanh. Thay vì cố xua hết những suy nghĩ đi, hãy nhìn thật kỹ những thứ đang hiện hữu trước mắt bạn. Tâm trí bạn đã về với hiện tại không chút mông lung rồi đấy. Chấp nhận chính bản thân như mình vốn vậy. Đây là phần cuối cùng của cuốn sách. Theo như tôi hiểu, thì phần này được xếp cuối cùng như tác giả muốn khuyên chúng ta. Dù bản thân mình như thế nào, những người sống quanh mình ra sao, mọi nỗi buồn, thất vọng, những khiếm khuyết, chúng ta không thể chối bỏ nó và cố áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi thứ. Chấp nhận là bước đầu của vượt qua và thay đổi. Chấp nhận là cách lòng mình yên tĩnh hơn và nhìn ngắm vấn đề một cách kỹ càng hơn.